Xin chào các bạn đang xem cái video tôi quay về những cái màu xe của cái dòng xe Avenger ELS AT hiện tại đã có tại đại lý của chúng tôi. Vâng, cái dòng xe này các bạn biết là bao nhiêu không ạ? 685 triệu là cái phiên bản cũ, nhưng hiện tại phiên bản này có những cái thiết kế mới, công nghệ mới, động cơ mới. Nó sử dụng cái động cơ của XLT. Cái phiên bản cũ thì là cái công suất của nó sẽ yếu hơn một chút. Và những cái về nội thất của nó cũng khác một chút, cũng thừa hưởng về cái công nghệ của XLT. Nhưng mà giá của nó thì lại hợp lý hơn. Chỉ có 650 triệu. Đây là bản màu đỏ. Tôi cho các bạn xem màu khác. Đây là cái phiên bản là màu bạc. Bạn xem cùng màu nhé. Về cái phiên bản này thì là tất cả có 8 màu cơ, rất là nhiều màu. Tôi cũng kể qua là màu đỏ này, màu bạc, màu trắng, màu xám, màu vàng, màu đen, màu xanh thiên thanh, màu xanh dương. Hai xe màu bạc cạnh nhau. Xe màu bạc này chúng tôi đã lắp thùng rồi, thùng cao kính liệt, thùng cao đấy. Đây, ngoài ra tôi còn có gắn màu trắng. Tôi cũng quay lại cho các bạn xem phần màu trắng. Tôi cũng quay sơ qua thôi, cũng không quay chi tiết đâu. Các bạn muốn xem chi tiết thì có thể liên hệ tôi để xem trực tiếp nhé. Màu trắng, tôi sẽ quay lại con màu đỏ. Vâng, đây là phần đuôi xe của xe màu đỏ. Đây là đỏ, người ta gọi là đỏ bốc đô. Bốc đô theo cái tên gọi thông thường, còn chúng tôi theo cái quy ước của hãng là đỏ sunset. Đây là phần đuôi xe, đây là lắp thùng, thùng cao. Đấy chưa, thùng cao. Đây là cục đèn. Logo tay nắm cửa. Xe này chúng tôi chưa chuẩn bị giao thôi, lắp xong đồ rồi. Các bạn nào muốn lấy xe hoặc là có giá thì có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để có cái giá tốt nhất nhé. Có nhiều màu lắm, giá cả thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi điện thoại 0902 157 666 để có giá tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có thể bấm theo dõi cái YouTube của tôi để xem những cái video tôi đánh giá những cái video chi tiết và có cái chính sách tốt nhất cho các bạn thời điểm tôi kỳ. Đấy, còn tôi cũng có cả EOS rất là nhiều xe. Còn cả quay check kìa. Cảm ơn các bạn quan tâm.